Ok cả nhà mình ha. À, buổi trưa của anh chị như thế nào? Có vui vẻ, có hạnh phúc không? Khi mình đã học cái kiến thức buổi sáng, mình có ứng dụng cái kiến thức mình dành cho Hân Phan để chia sẻ trong buổi sáng không ạ? À? Là mình có bật công tắc phép màu của mình lên không? Cả nhà khi mà mình học một cái kiến thức nào thì mình ứng dụng ngay và liền luôn cả nhà ha. Thứ nhất là để mình nhớ, và thứ hai nữa là mình ứng dụng luôn cho nó có kết quả trong cuộc sống của mình cả nhà ha. Rồi, ok ha. Thì chương trình của chúng ta thì hoàn toàn trao giá trị cho cộng đồng và miễn phí ha. Và để mà tại vì nhân sinh đã tạo ra cái môi trường này để cho anh chị em ta có một cái môi trường học tập nó tích cực, nó lành mạnh để chúng ta học tập, chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống của mình. Thì cả nhà lưu ý nha. Đó, khi anh chị học thì anh chị hãy tập trung hết cái thân, cái tâm, cái trí của anh chị vào trong cái buổi học, trong buổi chiều ngày hôm nay ha. Đó, và tiếp theo nữa thì anh chị chuẩn bị giúp cho My là một cái bút đúng không, một cuốn tập đó, để khi mà nhân nhân những anh chị em mà chia sẻ thì các anh chị em chúng ta ghi lại, chúng ta chép lại chỗ nào chúng ta quan trọng thì chúng ta nốt lại trong cuốn tập của mình để làm gì cả nhà, để chúng ta ứng dụng ha anh chị ha. Dù gì á thì cả nhà của mình cũng đã dành cái thời gian rất là quý báu của mình rồi, mình vào đây mình lắng nghe mình lắng nghe tất cả những anh chị em trong câu lạc bộ chia sẻ, thì họ có thể là hoặc Bi chia sẻ hoặc là doanh nhân chị Phạm Yến chia sẻ, thì Bi cũng mong rằng, hy vọng rằng là mình có một cái team, tất cả những anh chị em chia sẻ thì cũng có một cái tâm niệm rằng là các anh chị em phải nhận được một cái giá trị gì đó đúng không các anh chị. Còn nếu như mà thực sự ra mà anh chị vào đây anh chị không nhận được một cái giá trị gì hết thì anh chị tham gia vào nó rất là uổng phí thời gian của mình đúng không các anh chị. Cho nên là cả nhà mình hãy ghi chép lại nha, để mình ứng dụng rồi chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống của chúng ta ha. Đó, rồi ok ha. Thì đó là một trong những cái mà mình rèn luyện ha, cái thói quen của mình đó, cái tính kỷ luật của mình. Và thứ hai nữa là khi mà các anh chị bước vào một cái môi trường học nào đó, một cái anh chị bắt đầu làm một cái việc gì đó thì chúng ta có ra cái quyết định đó. Mình làm bất cứ việc gì thì mình đều ra quyết định cả nhà ha. Giống như là trong cái quyết ra cái quyết định là kết quả ngày hôm nay là tôi học được, tôi nhận được cái điều gì đó, ra quyết định trước trước khi bất cứ mình làm cái điều gì chúng anh chị em ha. Đó, bây giờ các anh chị em vào học rồi, các anh chị em mà hãy thay với mình và nói rằng ngày hôm nay tôi nhận được cái kết quả rất là tốt trong cái buổi ôn tập ngày hôm nay cả nhà ha. Đó, khi chúng ta làm như vậy thì chúng ta biết được rằng cái kết quả mình mong muốn là gì các anh chị ha. Thì khi đó thì chúng ta sẽ được sự hỗ trợ của tiềm thức của mình, cũng như là được vũ trụ hậu thuẫn cho anh chị em chúng ta ha. Là khi mà mình biết được cái điều mong muốn của mình là gì thì bộ não của chúng ta mới nắm bắt được cái chìa khóa đó anh chị, và nắm bắt được cái khe quan trọng đó thì mới giúp cho các anh chị em chúng ta có được cái kết quả nó nhanh các anh chị. Rồi các anh chị có hiểu được cái ý của mình nói không ạ? À? Đó, đó ha. Đó, mình hãy ra quyết định trong cái buổi học ngày hôm nay cả nhà nha. Đó, thì khi mà mình có quyết định rồi, mình biết rồi thì tiềm thức của mình sẽ hậu thuẫn cho mình, vũ trụ sẽ hậu thuẫn cho mình cả nhà ha. Rồi, thì mình chúc cho anh chị em chúng ta trong cái buổi học ngày hôm nay nhận được thật nhiều là giá trị để ứng dụng vào trong cuộc sống của mình, nó tốt đẹp hơn, nó tuyệt vời hơn, nó tươi mới hơn cả nhà ha. Thì ngày hôm nay anh chị em chúng ta đến với được học và được hỗ trợ kiến thức từ một vài doanh nhân rất là thành đạt, rất là thành công, rất là năng lượng và có rất là nhiều trí tuệ cả cái nhà đó, thì sẽ hỗ trợ cho anh chị em cho ta những kiến thức đó để anh chị em chúng ta ứng dụng vào trong cuộc sống của mình, trong công việc của mình ha. Rồi bây giờ thì mình cũng không có làm lãng phí thời gian của anh chị nữa, để cho anh chị em chúng ta nhận được nhiều giá trị hơn, được nhiều kiến thức hơn ha. Đó thì My cũng giao lưu xíu xíu thôi nha. Rồi bây giờ anh chị em hãy cho My thấy tay trái của anh chị đâu ạ. Tay phải, cho hai tay chạm vào nhau, nở một nụ cười thật là tươi và cho một tràng một tay thật là lớn để đón chào doanh nhân mất vị doanh nhân vĩ đại mất chị Phạm Yến. Rồi ok mời chị. Hello, xin chào cả nhà. Xin chào tất cả những anh chị em có mặt trong chương trình buổi trưa ngày hôm nay, cũng như là những anh chị em đang có mặt trên tất cả các nền tảng anh chị nha. Rồi chúc cho các anh chị có một cái buổi chiều tràn ngập trong ý niệm của tình yêu thương, của lòng biết ơn và trong niềm hạnh phúc và thật là trọn vẹn anh chị nha. Chúc cho những chị
ngày hôm nay có được một cái ngày phụ nữ Việt Nam, ngày 20 tháng 10 thật là trọn vẹn nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta bắt đầu cái chương trình của chúng ta ngày hôm nay anh chị ha. Thì Yến ngày hôm nay tiếp tục Yến sẽ hỗ trợ anh chị cái phần là kiến thức, bổ trợ thêm cái kiến thức để anh chị ứng dụng cho cái công thức mà anh chị đã được học trong cái buổi tối 20 giờ của Doanh Nhân Hân Phan mỗi ngày anh chị nhé. Rồi, bây giờ thì chúng ta không phí thời gian, chúng ta bắt đầu anh chị nha. Rồi, ngày hôm nay thì ngày hôm qua, nếu mà ngày hôm buổi trước anh chị chúng ta đã được nghe Yến chia sẻ rồi về những cái thói quen của người thành công. Khi chúng ta muốn kiến tạo một cái hành trình thành công thì chúng ta phải kiến tạo con người thành công trước. Và con người thành công đó có những thói quen gì, có những cái suy nghĩ gì thì chúng ta phải biết để chúng ta ứng dụng đúng anh chị nha. Đó. Và ngày hôm nay Yến đi đến một cái phần cũng vô cùng là quan trọng, đó là gì? Những cái nhu cầu anh chị ha, những cái nhu cầu cuộc sống của một con người. Có khi nào anh chị chúng ta đặt cái câu hỏi không ạ? Có khi nào chúng ta đặt cái câu hỏi là tại sao ở trong cuộc sống này, trong cái xã hội này, trong thị trường này lại có người thì được sinh ra thì có người thì làm công, có người thì làm một người kinh doanh, có người là một nhà đầu tư, hay có người thích trả cho mình trước, có người thì chịu phát triển bản thân, có người lại không phát triển bản thân. Đó. Tại sao lại có trên thế giới này hoặc là trong xã hội này lại có nhiều người lại thích đi từ thiện như vậy? Đó, đúng không ạ? Đó, thì tất cả nó đến từ cái nhu cầu cuộc sống anh chị ha. Từ cái nhu cầu cuộc sống, mà nhu cầu là của ai? Nhu cầu là của mỗi người, và nhu cầu đó của mỗi người thì mỗi một người là khác nhau, mỗi một người là một cá thể khác nhau, đúng không ạ? Đó, cho nên là cái nhu cầu khác nhau thì nó sẽ có những cái đối tượng, những công việc khác nhau. Và ngày hôm nay Yến sẽ đồng hành cùng với anh chị trong cái buổi chiều ngày hôm nay anh chị ha. Đó, thì những anh chị em nào mà chúng ta đã vào trong chương trình rồi thì anh chị hãy xem lại đôi bạn cùng tiếng của mình đã vào chưa, thì chúng ta sẽ gửi những cái lời mời hay là những cái thông tin đến trong cái nhóm học tập của chúng ta, cũng như là những anh chị em đang xem Yến trên cái nền tảng là các nền tảng mạng xã hội, thì anh chị đã vào live stream rồi, anh chị hãy giúp Yến là share cái live stream này về tường của mình, hoặc là chia sẻ cho bạn bè của mình, hoặc là tag tên bạn bè của mình để anh chị, để chúng ta gieo nhân tốt anh chị ha. Gieo nhân tốt, anh chị biết rằng là hiện nay tình hình kinh tế của chúng ta, thị trường thì không tốt, rất rất nhiều người họ bị cắt giảm nhân sự, họ bị mất việc đó. Và có nhiều người họ không biết phải làm gì anh chị, họ không biết phải làm gì, thì thay vì để cho họ phải suy nghĩ nè, để cho họ phải loay hoay họ tìm cách nè, thì chi bằng anh chị, nếu anh chị biết một cái người bạn nào đó, anh chị hãy chia sẻ cái live stream này, hoặc tag tên bạn mình vào để cho bạn mình cũng có được một cái cơ hội để được cùng nhau học tập, cùng nhau phát triển anh chị ha. Biết đâu đang trong cái chúng ta đang ở trong cái hành trình này, biết đâu trên con đường thành công này đó, chúng ta sẽ giúp được một ai đó, chạm được một ai đó để giúp cho họ bắt được một cái chìa khóa nào đó anh chị ha. Đó. Và vì vậy ở đây, khi mà chúng ta biết được là chúng ta đang ở đâu trên cái hành trình cảm xúc này, chúng ta đang ở đâu trên cái con đường thành công này, thì ở đâu trong cái dòng đời hối hả này đó, thì có phải là chúng ta nhận định được mình đang ở đâu, mình đang là ai, mình đang làm gì, thì có phải là chúng ta phát triển bản thân mình một cách tốt hơn không ạ? Đó anh chị ha. Cho nên á, anh chị cũng thấy rồi, tình hình kinh tế hiện nay, người chưa giàu, người chưa thành công đó, bị ảnh hưởng rất nhiều. Trong khi đó những người mà được gọi là những người giàu anh chị, thì họ vẫn cứ giàu lên anh chị ha, vẫn cứ giàu lên đó. Thì ở đây chúng ta thấy một điều gì ở đây đó, cho dù cái bài học học ra ở đây là gì, bài học ở đây là cho dù chúng ta có than khóc, chúng ta có than trời, chúng ta có trách đất đó, thì chúng ta cũng không thể nào thay đổi được. Đó, cho dù chúng ta nhìn vào những cái quốc gia khác, đó, họ vẫn là những cái quốc gia, họ vẫn giống như chúng ta vậy, nhưng mà tại sao trong cái thời điểm này họ vẫn phát triển được, họ vẫn giàu lên được? Đó, anh chị ha, thì có bao giờ chúng ta đặt những câu hỏi như vậy không ạ? Đó, cho nên là thành công của chúng ta nó không đến từ việc chúng ta quan sát người khác, quan sát thành công của người khác, mà nó đến từ việc là chúng ta có suy nghĩ gì, chúng ta có tư duy gì anh chị ha. Đó, vì vậy ở đây
Chúng ta có tư duy gì, chúng ta có tầm nhìn gì, chúng ta chịu trách nhiệm 100% cuộc đời mình đến mức nào, anh chị ha, như thế nào. Đó, đó lý do mà người giàu họ tiếp tục họ giàu lên. Người thành công thì họ càng thành công hơn, còn người chưa thành công lại tiếp tục càng tệ hơn. Đó, đó là lý do, anh chị ha, đó là lý do vì sao. Đó, vì vậy ở đây, trong cái buổi, trong cái chương trình ngày hôm nay, Yến sẽ đưa ra cho anh chị một cái góc nhìn mới, đưa ra cho anh chị góc nhìn mới về những cái nhu cầu, mà những cái nhu cầu này đó là nó ứng dụng vào trong cuộc sống, ứng dụng vào trong kinh doanh, ứng dụng vào trong cái thị trường hiện tại nó như thế nào. Đó, và những cái nhóm nào đang bị ảnh hưởng, thì đa phần những người bị ảnh hưởng là những người chưa thành công, những người chưa giàu. Còn đối với những người giàu thì thị trường như thế nào họ cũng có, bao giờ cũng có cơ hội cho họ, anh chị. Bao giờ họ cũng nhìn thấy được cái cơ hội bên trong cái thách thức, anh chị ha. Đó, thì ở đây hiện nay cho dù là có những cái điều nó chưa thuận lợi trên thị trường, anh chị có đồng ý như vậy không ạ? Nhưng mà những cái điều tuyệt vời nó vẫn luôn có, đối với cái người nào họ biết nhìn ra, đúng không? Họ biết nhận ra đâu là cơ hội thì họ vẫn có cơ hội để mà họ phát triển được, họ phát triển công việc kinh doanh của họ, họ phát triển cái việc đầu tư của họ. Đó, cuộc sống luôn luôn là một bức tranh. Bức tranh thì sao anh chị? Có một màu thì nó có đẹp không? Không, bức tranh thì luôn luôn phải muôn màu, muôn sắc. Đó, là một cái bản giao hưởng. Mà nếu là bạn đã là bản giao hưởng thì mọi người, mỗi một người sẽ là một cái nốt nhạc, đúng không? Mỗi một người là một nốt nhạc. Đó, vô cùng tuyệt vời. Và vũ trụ đã ban cho chúng ta. Ở đây, cuộc sống luôn có hai mặt. Nếu mà có trắng thì phải có đen, có sáng là có tối, có âm thì phải có dương. Đó. Và nếu có trong ngoài thì có luật hấp dẫn, có hấp dẫn, có tập trung thì có nhất quán. Cuộc sống nó bổ trợ cho nhau. Đó, vì vậy mà đối với những người mà thành công á, thì họ có tư duy của người thành công. Họ luôn dành thời gian cho cái việc là phát triển bản thân của họ. Cho dù cuộc sống có ra sao đi nữa, họ vẫn luôn biết cách, họ vẫn luôn biết được cái việc là cuộc sống ngày hôm nay là do chính bản thân họ tạo ra. Anh chị có đồng ý với Yến như vậy không ạ? Đó, ngày hôm nay chúng ta có cái kết quả gì? Có cái kết quả gì ngày hôm nay? Yến ví dụ ngày hôm nay anh chị là một người có một cái thân hình chưa được hoàn hảo, cái vóc dáng chưa được hoàn hảo. Có phải nó là cái kết quả, có phải là nó có cái kết quả của cái ngày hôm qua chúng ta ăn cái gì không? Chúng ta hoạt động, chúng ta nghỉ ngơi như thế nào của cái ngày hôm qua không ạ? Không phải, anh chị ha. Nó của một cái thời gian trước trước nữa. Đó, anh chị ha. Đó, cho nên là ngày hôm nay, cái kết quả của ngày hôm nay là nó đến từ cái nhân chúng ta đã gieo từ trước đó rất lâu. Đó, hoặc là ngày hôm nay chúng ta chưa có được cái gì, chúng ta chưa có được tự do về tài chính, chúng ta chưa được dư giả về tài chính. Đó là do cái kết quả, nó là ngày hôm nay, nó là cái kết quả của những cái nhân ngày hôm trước chúng ta đã gieo. Ngày hôm trước chúng ta gieo gì? Chúng ta không biết trả cho mình trước, chúng ta chưa biết tích lũy tiền, và chúng ta chưa biết gia tăng đầu tư để gia tăng tài sản, mà chúng ta chỉ có tiêu xài thôi. Đó, và chúng ta tiêu xài làm bao nhiêu, tiêu xài hết bấy nhiêu. Thì như vậy thì cái việc mà ngày hôm nay chúng ta chưa được dư giả về tài chính, đó là cái kết quả của nhiều ngày trước, của rất lâu từ trước, đúng không? Đó, vì vậy anh chị ha, hoặc là anh chị nếu như ngày hôm nay mà anh chị có một cái gia đình mà chưa có được hạnh phúc, thì có phải là nó đến từ ngày hôm qua không? Không, nó không phải đến từ ngày hôm qua, mà nó đến từ rất trước đó rất lâu, đúng không? Chúng ta đã có, nhiều khi trong nhiều gia đình nó có những cái mối quan hệ nó đã không có được êm đẹp, nó từ rất lâu, nhưng mà chúng ta không nhận ra, hoặc chúng ta cố tình chúng ta không thấy nó mà thôi, chúng ta không có hoàn thiện, chúng ta không có sửa đổi nó mà thôi, anh chị nha. Đó, vì vậy ở đây người thành công, anh chị ha, đó, người thành công thì họ luôn luôn dành thời gian cho cái việc phát triển bản thân của họ. Đó, người thành công họ luôn có cái tư duy của người thành công. Họ luôn dành thời gian cho việc phát triển bản thân, cho dù cuộc sống của họ có ra sao. Đó, nhưng họ biết một việc là cuộc sống ngày hôm nay là do chính bản thân của họ. Họ chịu trách nhiệm 100% cuộc đời của họ, chứ họ không có đổ cho ai cả. Anh chị ha, họ không đổ cho ai cả. Vì vậy, thành công của mỗi một người nó không đến từ cái việc là cái xuất phát điểm của mỗi một người từ là hai từ thành công và giàu có, mà thành công của họ đến từ việc bản thân họ có tư duy gì, có kiến thức gì, chị nhá. Đó, có kiến thức gì. Và ngày hôm nay chúng ta đi vào cái phần kiến thức quan trọng của ngày hôm nay. Đó,
chúng ta đã học những thói quen của người thành công rồi, anh chị chúng ta cũng đã biết được là mình cần phải làm gì để mình có được thành công rồi, mình cần phải rèn luyện những thói quen gì rồi đó, nhưng mà mình sẽ tự tin hơn đó để mà chúng ta bắt đầu có những cái kết quả. Và anh chị có thể là là biết được là qua một cái thời gian đối với những anh chị em đã đồng hành, đã học tập cùng với câu lạc bộ Doanh Nhân Kiến Quốc ít nhất thì cũng đã qua hơn 10 ngày, đúng không? Hơn 10 ngày cùng với chương trình của 22 ngày của Doanh Nhân Hân Phan vào lúc 20 giờ tối, thì anh chị cũng đã có được những cái kết quả, có được những cái thay đổi, đúng không? Có được những cái thay đổi, ví dụ như anh chị có tích cực hơn không? Đó, anh chị có vui vẻ hơn không? Anh chị có cải thiện được mối quan hệ của gia đình mình tí nào không? Đó, hoặc là anh chị có được một cái giấc ngủ ngon hay không? Mọi việc đến với anh chị có thuận lợi hơn hay không? Đó, anh chị có thể, nếu như anh chị nhận ra được, ít nhất chúng ta cũng có được những cái thay đổi. Đó, thì anh chị hãy comment số 9 cho Yến thấy nè. Có được những cái thay đổi là anh chị đã có theo cái chiều hướng tích cực, là anh chị đã thành công rồi. Anh chị ha, là anh chị đã thành công rồi. Vì vậy ở đây anh chị chúng ta hãy ghi nhận là cái bản thân mình, xem coi bản thân mình có được những cái thành công hay có cái kết quả mới không. Đó, anh chị ha. Rồi, anh chị em nào mà thấy là chúng ta sau một thời gian dù ngắn hay là dù dài hay là chưa dài thì chúng ta có được những cái kết quả, thì anh chị có thể comment số 9 cho Yến thấy ạ. Rồi, đúng rồi, cảm ơn anh chị đã tương tác với Yến ha. Đó, đúng rồi anh chị. Chắc chắn chúng ta đã có những cái thay đổi, cho dù là lớn hay là chưa lớn, chúng ta cũng có những cái thay đổi anh chị ha. Rồi, thì ngày hôm nay rất rất nhiều anh chị chúng ta đã học, chúng ta phát triển tư duy. Đó, chúng ta đi làm nhưng chúng ta chưa có hiểu được cơ bản nhu cầu của chúng ta là gì anh chị ha. Nhu cầu của bản thân chúng ta là gì, mong muốn của chúng ta là gì. Đó, mong muốn của chúng ta là gì, như Yến đã từng đặt câu hỏi với anh chị trong cái lúc đầu chương trình rồi. Tại sao chúng ta lại thấy có người thì làm thuê, có người thì là nhà đầu tư, có người là nhà kinh doanh, có người lại là người giàu, có người là chưa giàu, có người biết trả cho mình trước, hoặc là có người thì thích lại đi từ thiện. Đó, anh chị ha. Thì đó, Yến sẽ chia sẻ với anh chị chúng ta những cái nhu cầu cơ bản của con người. Đó, thì theo anh chị, khi mà biết được một cái nhu cầu cơ bản của con người, thì anh chị có thể là biết được là mình đang ở đâu. Đó, khi mình biết được cái nhu cầu cơ bản thì mình đang ở đâu, đúng không? Mình biết được mình đang có cái nhu cầu gì để mà chúng ta có thể thành công hơn, đúng không ạ? Đó, và chúng ta có thể ứng dụng cái nhu cầu đó vào trong công việc của mình, đó, vào trong đời sống của mình, cũng như là vào trong công việc kinh doanh của mình, để chúng ta có thể dễ dàng thành công hơn. Đó, thì về cơ bản thì kiến thức ở ngoài vũ trụ rất nhiều anh chị. Kiến thức ở ngoài vũ trụ rất nhiều, và chúng ta phải học, chúng ta phải biết một cách hoàn thiện nhất để có được một cái tư duy gốc rễ. Cho nên á, cái nền tảng cao, và để chúng ta có được một cái nền tảng cao nè, rồi có cái giá trị nội tại cao. Đó, và sáu cái nhu cầu cơ bản của con người. Đó, ngày hôm nay anh chị sẽ được tìm hiểu, anh chị ha, được Yến chia sẻ qua. Đó, nhu cầu thứ nhất đó là sự chắc chắn. Anh chị ha, chúng ta có, anh chị có thể là ghi lại, anh chị ha, note lại những cái ý chính, để nếu như mà anh chị note lại những ý chính để chúng ta nhớ đã. À, nhớ nè, rồi còn mà muốn mà ghi chép mà cụ thể chi tiết á, thì anh chị sẽ được hỗ trợ, được nói với nhóm trưởng của mình đó, để mà mình có thể có những cái video đó anh chị, để anh chị ghi lại ha, ghi lại cho nó rõ ràng hơn. Nhưng mà khi anh chị học, anh chị ghi là những cái ý chính đi. Đó, cái nhu cầu đầu tiên đó là sự chắc chắn, một cái sự đảm bảo an toàn anh chị ha. Đó, ví dụ như bây giờ có người nói rằng là tôi là người muốn có được một cái sự đảm bảo chắc chắn an toàn. Ví dụ khi mà tôi đi làm thì tôi muốn biết được chắc chắn là tháng đó tôi được tiền lương là bao nhiêu. Có đúng không ạ? Khi mà anh chị đi làm, có phải là anh chị muốn biết chắc chắn là tiền lương của mình là bao nhiêu, cái lợi ích mà mình đạt được là bao nhiêu trong tháng đó, có đúng không? Đó, hoặc là tôi làm cái công việc này hay là tôi tham gia vào một cái dự án này thì tôi phải biết cái lợi ích, cái giá trị mà tôi nhận được là gì. Đó, vì vậy cái nhu cầu, cái công việc này là như thế nào, nó có đáng tin hay không, cái dự án này nó có đáng tin hay không, cái công việc này nó có bền hay không, nó có được là xứng đáng để tôi
toàn tâm toàn ý tôi tập trung không, tâm trí vào đó hay không. Đó, trong bao lâu, ví dụ như 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm đó, thì nó mới có thể là cái dự án đó mới mới có kết quả, dự án đó nó mới có tạo ra tiền. Đó, và dự án này nó có an toàn hay không, nó có đảm bảo hay không, nó có tốt hay không. Đó, đó là những cái điều mà ai cũng có cái nhu cầu muốn biết, anh chị ha. Đó, và chính cái sự an toàn này nó có nhiều cái góc độ, nó có nhiều góc độ, và đa phần 95% những người bên ngoài, những người bên ngoài kia họ có cái nhu cầu này, và tùy theo mỗi một cái góc nhìn và mỗi một người họ sẽ cảm thấy cái sự an toàn đó nó ở đâu, anh chị ha. Đó, ví dụ nè Yến, ví dụ như là người chưa giàu thì họ cảm thấy cái sự an toàn là gì ạ? Là một công việc ổn định. Đó, một công việc ổn định có thể kiếm cho họ là 6 triệu, 8 triệu hay là 10 triệu một tháng. Đó, đối với người chưa giàu thì đối với họ như vậy họ cảm thấy an toàn. Đó, nhưng mà còn đối với người giàu thì cái sự an toàn của họ, cái người mà họ có cái họ có tư duy giàu, họ có tư duy thành công, thì họ có cái gì? Họ cái sự an toàn đối với họ là sao? Là họ có bao nhiêu tài sản. Đó, là họ đầu tư bao nhiêu dự án, và tầm nhìn là bao nhiêu năm. Họ nhìn thấy cái điều đó và họ muốn biết được là đằng sau của cái dự án đó, đằng sau cái tập đoàn đó là ai, hoặc là cái đối tác mà họ hợp tác kinh doanh đó nó có tiềm lực như thế nào. Đó, nó có bề dày phát triển bao nhiêu năm, và cái dàn cố vấn chiến lược của họ là của cái đối tác mà họ hợp tác đó, cái doanh nghiệp họ hợp tác đó là những ai. Đó, thì đó là cái gì? Đó là cái đối với người giàu. Đó, hoặc là họ nghĩ rằng tôi có thể nắm được thị trường, tôi có thể đào tạo ra thị trường. Đó. Tóm lại, sự an toàn của họ, sự chắc chắn của họ là gì? Là không ai đúng, cũng không ai sai, anh chị. Mà nó tùy theo cái tư duy của mỗi một người, của họ, mà họ hiểu và cái mức độ chấp nhận của người đó khác nhau. Đó. Cái người chưa giàu thì họ có cái mức hiểu và của cái người chưa thành công. Còn cái người mà họ thành công thì họ sẽ có cái tầm nhận thức của người thành công và cái mức độ chấp nhận của mỗi một người khác nhau. Đó. Đối với người giàu á, thì cái việc mà làm công ăn lương đối với họ là không có an toàn, không đảm bảo, không chắc chắn. Tại vì sao? Nếu như có một cái việc gì đó xảy ra, họ không đi làm được. Đó, họ không đi làm được. Ví dụ như là trong cái tình hình mà dịch bệnh mà vừa qua đó, cả thế giới luôn á, thì đối với người giàu, đối với họ như vậy là họ cảm thấy không an toàn. Bởi vì họ nghĩ là cái công việc đi làm của họ hàng tháng đó, đó, mà bây giờ công việc đi làm hàng tháng của họ, mà bây giờ nếu họ không đi làm được thì là họ không có tiền, họ không có thu nhập, thì như vậy là không, họ không có an toàn, họ không, không đảm bảo cho họ. Đó. Cho nên họ buộc phải tìm kiếm. Họ tìm kiếm gì? Họ tìm kiếm một cái công việc mà gia tăng thu nhập cho họ nè. Đó. Theo và cái công việc đó nó phải theo xu hướng nè. Đó, cộng với cái việc là họ đầu tư, họ gia tăng nhiều tài sản nè. Đó, họ đầu tư vào ví dụ như là những cái dự án về bất động sản nè, cổ phần doanh nghiệp nè, những căn biệt thự nè, những địa ốc cho thuê nè. Đó, thì để chi? Để có được cái gì? Có được một cái nguồn thu nhập thụ động, và tùy theo sự hiểu biết, tùy theo cái tư duy, tùy theo cái góc nhìn mà nó sẽ có cái kết quả khác nhau. Đúng không anh chị? Có được kết quả khác nhau. Ví dụ như người nghèo thì họ chỉ thấy được cái góc nhìn là sao? Cái góc nhìn làm thuê là an toàn, làm thuê là đảm bảo. Đó, làm gì làm tôi không cần biết. Đúng không? Làm gì làm tôi không cần biết. Khi mà một chủ doanh nghiệp đã ký hợp đồng với tôi thì một tháng là trả cho tôi ví dụ như 10 triệu. Thì công việc cho dù là nhiều hay ít tôi không biết, nhưng mà cuối tháng là chắc chắn tôi phải có được 10 triệu. Đúng không? Đó. Đối với người chưa giàu, đối với người có cái tư duy chưa có thành công thì họ có như vậy, họ nghĩ như vậy là đã an toàn rồi, anh chị ha. Nhưng mà theo anh chị, cái tình hình mà vừa qua, cái tình hình mà dịch bệnh mà chưa được an toàn vừa qua, có phải là cái việc chúng ta thấy, nhận thấy rằng cái việc làm thuê nó cũng không còn an toàn nữa, có đúng không? Đó, cái việc làm thuê nó cũng chưa được an toàn. Bởi vì sao? Doanh nghiệp nó hàng loạt nó không sản xuất được, doanh nghiệp nó hàng loạt nó không có kinh doanh được thì sao? Doanh nghiệp nó cũng không có tiền để nó trả cho người lao động, nó cũng không có tiền để nó trả cho những người làm công, anh chị ha. Đó, cho nên là nó sẽ cắt giảm, nó cắt giảm nhân sự, hoặc là nó giảm tiền lương như thế nào đó, thì chắc chắn người lao động, cái người mà họ có suy nghĩ là làm công ăn lương là an toàn, thì bây giờ có an toàn không chị? Cũng không an toàn, đúng không?
như vậy. Cho nên á, Yến chỉ mới cho anh chị thấy được cái tình hình gì, cái thực tế hiện tại thôi, chứ chưa có nói đến cái tâm, đến cái tầm nhìn, chưa nói đến cái xu thế anh chị ha, chưa nói đến xu thế. Và ở đây anh chị chúng ta thấy rằng là đối với kinh doanh truyền thống, bao nhiêu doanh nghiệp, anh chị thấy rằng kinh doanh truyền thống là bao nhiêu doanh nghiệp đã phá sản, bao nhiêu triệu phú đô la đã trở về con số 0. Đó, tính đến thời điểm hiện tại có hàng trăm ngàn doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động rồi anh chị. Đó, có rất là nhiều ngành nghề đã phải tạm dừng hoạt động rồi. Đó, từ trước khi mà dịch bệnh nó bùng phát cho đến khi đến thời điểm hiện nay thì nền kinh tế nó suy thoái nặng nề và các doanh nghiệp đã cắt giảm nhân sự rất là lớn. Đó, và họ thu hẹp sản xuất lại. Thì theo anh chị, cái người mà làm công ăn lương chưa phải an toàn, đúng không? Chưa phải an toàn. Và qua cái sự việc này chúng ta thấy được điều gì ở đây? Đó, có nghĩa là khi chúng ta thấy rằng qua cái việc này, qua cái việc là nền kinh tế mà bị ảnh hưởng như vậy thì người làm công thì cũng bị ảnh hưởng, mà những người giàu thì họ không có bị ảnh hưởng. Họ không bị ảnh hưởng là họ bởi vì sao? Là họ có cái gì? Họ có được, họ có thu nhập thụ động nè, họ có cái việc là đầu tư tài sản nè, đó, họ có hệ thống kinh doanh nè, đó, họ có thu nhập thụ động, vân vân. Vì vậy bây giờ nếu như một người bình thường, khi mà chúng ta hiểu được điều này, chúng ta biết được điều này, thì có phải là chúng ta cũng mong muốn mình cũng có được cái điều kiện giống như vậy không? Đó, mình cũng mong muốn mình có được những cái điều kiện giống như vậy. Như vậy thì nếu như mà chúng ta muốn như vậy thì sao? Thì chúng ta phải biết rằng người thành công họ khác nhau với người không thành công ở điểm nào? Người chưa thành công ở điểm nào? Họ khác nhau ở cái suy nghĩ, khác nhau ở cái tư duy. Đó, và việc của chúng ta, nếu như chúng ta muốn trở thành những người thành công như vậy, để không bị ảnh hưởng như vậy, thì chúng ta phải có những suy nghĩ nè, những hành động nè, và chúng ta phải rèn luyện thói quen của những người thành công. Có đúng không anh chị? Đó, cho nên ở đây, môi trường câu lạc bộ doanh nhân Kiến Quốc và cái chương trình 22 ngày của doanh nhân Hân Phan, nó giúp cho anh chị em chúng ta rèn luyện, thay đổi những cái thói quen đầu tiên. Và cộng với cái chương trình ôn tập của Yến và doanh nhân Hoài My nữa, thì anh chị có được một cái môi trường để anh chị có thể là thay đổi những cái thói quen của mình, những cái thay đổi đầu tiên, đúng không? Đó. Và lúc nãy Yến đã tương tác với anh chị thì cũng thấy, anh chị cũng thấy được rằng là mình có được những cái thay đổi đầu tiên, đúng không? Đó. Và nếu như anh chị mà muốn đi nhanh hơn nữa thì sao? Tôi muốn đi nhanh hơn nữa thì sao? Thì mình tăng tốc. Ví dụ như bây giờ người ta đi trước, người ta đi xe máy, thì bây giờ mình đi sau, mình đi xe tăng tốc hơn. Đó, mình tăng tốc hơn người ta để làm chi? Để mình có thể đuổi kịp những cái người mà họ đã đi trước rồi. Đó anh chị ha. Đó, và ở đây khi mà chúng ta muốn đi nhanh hơn thì nó có những cái chương trình, chương trình bán hàng nè, đó, để giúp cho anh chị biết được nè, xây dựng cái thương hiệu cá nhân là gì nè, đó, rồi marketing ra làm sao nè, đó, rồi kinh doanh theo xu hướng là như thế nào nè, hiện tại xu hướng nào đang là xu hướng kinh doanh tốt nhất. Đó, thì anh chị có thể là tìm hiểu những cái chương trình đó, đó anh chị ha, hoặc là để giúp cho anh chị có được một cái có tư duy và anh chị có thể xây dựng được cái hệ thống kinh doanh có thu nhập thụ động, thì cái chương trình doanh nhân làm chủ cuộc chơi là nó sẽ giúp cho anh chị, anh chị ha, là câu lạc bộ sẽ giúp cho anh chị trong những cái chương trình đó để mà anh chị có được cái kết quả nhanh nhất anh chị ha, nhanh nhất. Đó, và cái sự an toàn này nó đến từ cái nhận thức của anh chị, nó tùy theo cái nhận thức, nó tùy theo cái tư duy và tùy vào cái mức độ chấp nhận của mỗi người, cái mức độ khả năng chấp nhận của mỗi người. Nó có những người họ không khao khát, họ không khao khát thì sao? Họ không khao khát thì đâu có ai có thể làm gì giúp cho họ được, đúng không anh chị? Đó, có hai thứ mà không ai có thể đào tạo cho anh chị được, đó là gì? Đó là cái tâm sáng và cái sự khao khát của anh chị. Chỉ có hai thứ đó là không thể nào, không ai có thể đào tạo được. Cái đó nó phải đến từ bản thân anh chị, nó đến từ bên trong của anh chị. Đó, cho nên á, cái việc mà chúng ta phát triển là vô cùng quan trọng. Phát triển tư duy của chúng ta, nâng tầm giá trị bản thân của chúng ta, đó là cái việc vô cùng quan trọng anh chị ha. Cho nên ở đây khi mà nói đến là nhu cầu của con người, thì chúng ta tại sao chúng nói là con người lại cần một cái sự chắc chắn, là một cái sự an toàn? Con người rất muốn biết trước được cái việc sắp diễn ra, muốn kiểm soát được những cái việc, sự việc, và cảm thấy được an toàn. Đó, người giàu thì họ nhìn bằng cái tầm nhìn, bằng cái tư duy gốc rễ,
Còn người chưa giàu, người chưa thành công thì họ nhìn bằng cái mắt thường thôi. Đó. Và cái nhu cầu về cái an toàn là để con người chúng ta cảm thấy thật thoải mái. Thoải mái trong cái việc là chúng ta làm công, chúng ta lãnh lương, thoải mái trong cái việc chúng ta nhận lương, thoải mái trong cái việc là chúng ta đi làm 8 tiếng và hết giờ rồi tôi về, tôi đi cà phê, tôi đi nhậu cùng với bạn bè, tôi thoải mái, tôi xem bóng đá, tôi xem phim Hàn Quốc, vân vân và vân vân. Đó, anh chị ha. Đó, người giàu thì họ cảm thấy là cái sự thoải mái của họ là gì? Là họ được đầu tư nè, họ được kinh doanh nè. À, cái sự thoải mái của họ được thể hiện qua việc là họ được đi du lịch nè, họ được đi chơi những môn thể thao mà họ yêu thích nè. Đó, đó là sự thoải mái của người thành công, của người giàu. Còn đối với, bởi vì họ nhìn bằng cái tư duy, họ nhìn bằng cái tư duy gốc rễ, họ nhìn bằng cái tầm nhìn. Còn đối với người người mà chưa thành công, họ nhìn bằng mắt thường. Đó, anh chị ha, họ nhìn bằng mắt thường. Đó, và vì vậy để mà chúng ta có thể bước sang cái phạm vi của cái người mà thành công thì chúng ta phải biết được, chúng ta phải phát triển và chúng ta phải biết được người thành công họ có cái suy nghĩ gì để chúng ta làm theo họ, chúng ta rèn luyện theo họ. Đó, anh chị ha. Đó, và đối với người người thành công đó, đó họ họ cảm thấy thoải mái bởi vì sao? Họ có thời gian để họ dành cho gia đình, họ có thời gian ở bên gia đình của họ, thậm chí họ còn có thời gian để họ chia sẻ tư duy kiến thức, họ trao giá trị cho nhiều người nữa. Cho nên á, đó, nhưng mà sao? Những cái việc làm đó họ là làm việc đó bằng cái niềm đam mê của họ, nhưng mà họ vẫn có được, họ vẫn có thu nhập, họ vẫn có tiền. Cho nên tiền của họ vẫn miệt mài làm việc cho họ, và càng ngày họ càng kiếm cho họ càng nhiều tiền hơn. Đó, họ cảm thấy thoải mái về điều đó anh chị. Cảm thấy thoải mái về điều đó. Đó, và nhu cầu để có được cái sự là vui vẻ nè, tránh được những cái áp lực nè, tránh được những cái sự đau đớn nè. Đó, thì theo anh chị cái nhu cầu này của con người nó có hợp lý không? Đó, cái nhu cầu này là ai cũng có, đúng không anh chị? Đó, ai cũng có. Anh chị thấy rằng cái nhu cầu này nó hợp lý không? Cái nhu cầu là tôi cần phải được có một cái sự đảm bảo an toàn thì nó hợp lý không anh chị? Nếu mà anh chị thấy là cái nhu cầu này nó hợp lý thì anh chị comment cho Yến số 5 đi ạ. Rồi, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Cảm ơn anh chị đã tương tác với Yến ha. Rồi, đúng rồi anh chị. Đó. Nếu như mà chúng ta có được cái điều này, đó, thì anh chị có phải được thoải mái không? Đây là cái nhu cầu hợp lý. Đó, cái nhu cầu này, nó là cái nhu cầu cơ bản, bình thường, ai cũng phải có. À, và cái sự chắc chắn của con người là một cái cơ chế để giúp cho bản thân mỗi người chúng ta sinh tồn anh chị ha. Đó, vì vậy trong công cái nhu cầu này nó phản ánh là cái lượng rủi ro mà chúng ta sẵn sàng chấp nhận trong cuộc sống. Đó, anh chị ghi ra nha, cái nhu cầu này nè nó phản ánh cái lượng rủi ro mà chúng ta sẵn sàng chấp nhận trong cuộc sống. Đó, trong công việc cũng như là trong cái những cái khoản trong mối quan hệ nè, trong đầu tư nè, đó thì cái nhu cầu này nó cái nhu cầu chắc chắn này mà nó càng cao thì cái lượng rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận nó ít, nó ít đó, và cái khả năng chịu đựng cái cảm xúc của bạn càng thấp đó. Nếu như cái nhu cầu này của bạn cao thì cái khả năng chịu đựng một cái sự rủi ro hoặc là cái cảm xúc của bạn nó càng thấp đó anh chị ha, ghi kỹ dấu này nha. Đó, ngoài ra ở đây thì bạn cũng biết được rằng cái khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân mình. Tại sao người giàu họ lại thích đầu tư? Tại sao người giàu họ lại thích đầu tư? Bởi vì sao? Bởi vì khi họ đầu tư á, họ biết được cái nhu cầu, cái dự án của họ là gì. Họ biết rất rõ nó cho cái kết quả như thế nào. Đó. Và khi họ làm như vậy, họ cảm thấy như vậy là an toàn. Vậy còn tại sao người chưa giàu họ lại sợ đầu tư? Họ sợ kinh doanh. Bởi vì sao? Họ không biết cái điều đó. Họ không biết cái đó là cái gì cả. Họ không cảm thấy an toàn khi họ tham gia vào đó. Anh chị ha? Đó. Còn đối với cái người chưa giàu, họ cảm thấy an toàn ở cái công việc làm thuê. Bởi vì sao? Cái công việc đó nó dễ. Nó làm từ đó giờ, làm từ xưa giờ nó quen rồi. À, nó không có cái gì mới, nó quen rồi. Đó, anh chị ha? Cho nên là ở đây có một cái ví dụ Yến muốn chia sẻ với anh chị. Cái ví dụ như là Yến đang ở quận 6 đi.
Yến đào quận 6 đi. Và Yến biết cái con đường mà nó đi đến cái hầm Thủ Thiêm băng qua sông Sài Gòn, Yến biết con đường đó rất rõ. Biết đường đi nước bước, à, đi đường lớn cũng được, đi đường nhỏ cũng được, đi đường vòng cũng được. Đó, có kẹt xe Yến cũng có đường, biết đường Yến đi. Hoặc là đừng có ngập nước Yến cũng biết đường đi. Đó, vì cho dù hiện tại Yến đang ở nhà, Yến đang ở nhà, à, Yến không đi đến đó, nhưng mà Yến vẫn cảm thấy an toàn khi nghĩ đến cái con đường đó. Đi đường, con đường đi đến cái vị trí là cái hầm Thủ Thiêm đó. Nhưng mà ngược lại cũng với cái con đường đi đó, nhưng mà với một người họ cũng ở cái khu vực quận 6 như ý, nhưng mà cái người này họ chưa từng đến đó và họ cũng chưa từng biết đến, dùng cái bản đồ, dùng Google Maps đó, họ không biết luôn. Và theo anh chị, khi nghĩ đến cái con đường này, khi nghĩ nói đến là đi đến cái hầm Thủ Thiêm, mà nghe nói là cái đường hầm Thủ Thiêm này băng qua sông Sài Gòn, thì theo anh chị người này họ có yên tâm không? Họ có cảm thấy yên tâm khi nghĩ đến cái con đường đó không? Không thể nào yên tâm được, đúng không anh chị? Không thể nào cảm thấy yên tâm được, cho nên họ họ cảm thấy không an toàn, tất nhiên, đúng không? Đó, tất nhiên là họ không thấy được an toàn. Và cái việc đầu tư nó cũng giống như vậy thôi anh chị. Đó, quanh đi quẩn lại cũng chỉ trong sáu cái quy luật của vũ trụ mà thôi. Đó, nó nằm trong những cái quy luật của tư duy nè, quy luật của tài chính, quy luật của suy luận, vân vân. Và nó đã là nằm trong cái quy luật của cuộc sống thì như Yến đã chia sẻ rồi, thì tất cả những điều gì mà trí óc con người nghĩ ra, tưởng tượng ra thì đôi tay đều có thể làm được. Vậy ha, đôi tay đều có thể làm được. Và tại sao anh chị lại thấy an toàn và tin tưởng? Bởi vì anh chị đã mường tượng, đã hình dung được trong tâm trí của mình rồi. Đó, dẫn đến cái cơ chế bảo vệ trong cơ thể của anh chị, cái cơ chế sự an toàn và chắc chắn này, đó, nó báo hiệu cho anh chị biết rằng à, đó là an toàn đấy. Đó là an toàn đấy. Vì trong tiềm thức của anh chị nó báo hiệu là rằng bên trong nó đã có cái điều đó rồi, thì nó sẽ bật cái cơ chế lên an toàn đó bạn, bạn đi đi. Còn đối với một người không biết thì tiềm thức nó lại báo hiệu cho não bộ của họ rằng là không an toàn nha, không an toàn nha, đường này là đi vào là coi chừng là lạc đường đó, đường này đi là sẽ không có an toàn đâu, đường này đi là đi tới tối mới về tới nhà đấy, đường này là không có an toàn đâu, nếu như mà đi thì đi tự dện tối mới về, chưa về được. Rất nhiều câu nói nhỏ nhỏ, tiếng nói nhỏ đặt ra trong đầu. Như vậy thì sao? Vì cơ chế của tiềm thức của anh chị là cơ chế bảo vệ cơ thể. Cho nên khi mà anh chị không biết, anh chị không hình dung ra được, thì tiềm thức bên trong của anh chị nó tự động nó hiện lên những cái hiệu ứng cảnh báo cho anh chị. Cảnh báo gì ạ? Là cấp báo, cấp báo, cấp báo. À, không an toàn, không an toàn nha. Và thế là nó cho anh chị cái cảm xúc sợ, cảm xúc không an toàn, cảm xúc sợ, và anh chị sẽ không dám hành động một cái gì cả, đúng không? Đó, không dám hành động gì cả. Đó, cho nên là ở đây khi mà tiềm thức của anh chị nó có cái chức năng đó, cái chức năng hay lắm, chức năng đó là chức năng bảo vệ cơ thể, cho nên cái nhu cầu mà chắc chắn, cái nhu cầu an toàn là cái nhu cầu thứ nhất của con người và tất cả chúng ta ai cũng cần phải có anh chị ha, ai cũng cần phải có. Đối với người người giàu cũng có, đối với người chưa giàu cũng có, đối với người thành công cũng có, mà đối với người chưa thành công cũng cũng có nhu cầu này luôn đó. Vì vậy ở đây à, Yến nói với anh chị, Yến chia sẻ như vậy thì anh chị có thấy, anh chị có hiểu được cái nhu cầu thứ nhất này không ạ? À? Nếu như mà anh chị hiểu á, anh chị cho Yến số 3 đi ạ. À. Rồi, vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Rồi, cảm ơn anh chị đã tương tác với Yến ha. Rồi, anh chị ha, đó, vì thì như vậy thì bên trong cái việc là trong đầu tư nè, hay là trong kinh doanh nè, đó, nếu như anh chị không có tư duy, không có kiến thức, không có thông tin, cũng không có tầm nhìn, thì chắc chắn một điều rằng tiềm thức của anh chị nó sẽ bảo vệ anh chị đó, nó dẫn đến cái kết quả là anh chị rất là sợ khi nói về kinh doanh, khi nói về đầu tư, khi nói về bán hàng, thậm chí đó rất là sợ anh chị ha. Cho nên á, khi mà anh chị chúng ta hiểu đến đây thì anh chị chúng ta cũng đừng có nên trách những cái người mà họ chưa có thành công, những người mà chưa có giàu. Bởi vì sao? Đừng nên trách, cũng cũng đừng nên trách cha mẹ của mình. Bởi vì sao? Có thể một số anh chị em chúng ta sau khi chúng ta học cái chương trình 22 ngày
chúng ta thấy là ồ cái chương trình này nó hay quá đi, cái chương trình này là nó giúp cho mình thay đổi, nhận ra được nhiều điều lắm đó, cái mình chia sẻ lại cho người thân yêu của mình, chia sẻ lại cho vợ mình hoặc cho chồng mình, hay là cho những cái người anh chị em hay bạn bè của mình, hay cho cha cho mẹ của mình đó, nhưng mà họ lại không đón nhận, họ nói rằng là ô mày coi chừng là bị gạt đó, mày coi chừng là lừa đảo đó, này nọ đó, anh chị ha, mặc dù anh chị rất yêu quý họ nhưng mà họ không có tin anh chị đó, đó là bình thường anh chị. Bởi vì sao? Họ là yêu quý anh chị, họ là người thân yêu, họ yêu quý anh chị. Bởi vì sao? Nếu như anh chị biết á, sử dụng tiềm thức á, thì giúp cho họ đón nhận thì đó là điều tuyệt vời, nhưng mà không được thì cũng không sao. Bởi vì sao? Đừng có trách họ. Mỗi một người có một cái góc nhìn khác nhau, mỗi một người anh chị được học về về tư duy, thì theo anh chị cái người học có tư duy và cái người mà chưa có học thì làm sao mà có cái góc nhìn giống nhau được, có đúng không anh chị? Đó, cho nên á, ở đây khi mà anh chị thấy rằng một cái vấn đề đó, cái góc nhìn của anh chị thấy nó tốt, anh chị thấy nó đúng, nhưng mà người khác người ta đứng ở cái góc nhìn khác thì người ta không thể nào mà người ta thấy được là cái góc nhìn giống như anh chị đó. Bởi vì sao? Người ta không đứng cùng cái góc nhìn của mình đó, cho nên á, là đối với họ, họ không tin. Khi anh chị chia sẻ họ không tin, đó là điều bình thường thôi đó. Đừng có cái vì như vậy mà chúng ta mất năng lượng gì cả anh chị ha. Chúng ta chỉ tập trung, chúng ta phát triển cho bản thân mình thôi đó anh chị ha. Đó, và đó là 95% những người đó ở bên ngoài họ không biết, họ không biết cái đó là gì đó. Nhưng mà cái nghịch lý ở đây là gì? Cái nghịch lý ở đây là thường những người không biết thì lại hay đưa ra lời khuyên anh chị. Những người không biết thì lại hay đưa ra lời khuyên. Tại vì sao? Tại vì cái nhu cầu của sự an toàn. Và lời khuyên là gì? Là đừng có tham gia cái gì thì không có bị gì hết, đúng không? Đó. Một cái sự thật là ai cũng có thể cho chúng ta lời khuyên được, ai cũng có thể cho lời khuyên. Bởi vì sao? Lời khuyên là miễn phí đó. Lời khuyên là miễn phí đó. Nhưng mà cái lời khuyên đó nó có kiếm ra được tiền hay không thì chưa biết. Lời khuyên của người thành công thì giúp cho anh chị có thể có cơ hội kiếm ra tiền đó, thì lời khuyên đó không hề miễn phí. Còn những cái lời khuyên của những người ngoài kia, những người mà thuộc nhóm 95% đa phần là lời khuyên miễn phí đó. Và có kiếm được tiền hay không, giúp mình kiếm được tiền hay không thì không biết đó. Và cơ bản là mình phải biết được là bản thân mình đang ở đâu. Chứ nếu như mà anh chị học cái chương trình 22 ngày của doanh nhân Hân Phan mà anh chị còn đi nghe lời khuyên của những người mà họ chưa được học thì cái đó là gì? Nó cũng giống như là một người mà đang học lớp 12 mà đưa cái bài toán cho cái người là học tiểu học để giờ giải dùm vậy đó anh chị. Đó, nhờ giải dùm vậy đó. Đó, như vậy thì sao? Như vậy là nó không có an toàn nha, không an toàn. Bởi vì sao? Đơn giản vì họ không biết. Đó, và cái nhu cầu an toàn của họ, vì nhu cầu an toàn cho nên họ nói như vậy thôi. Đó, và nếu như mà anh chị chúng ta chia sẻ không, Yến chia sẻ với anh chị không phải bởi vì họ cố tình họ nói cái điều đó với anh chị đâu, mà bởi vì bên trong của họ đó, bên trong của họ đó, tư duy của họ đó là cái tư duy của cái người chưa thành công. Cho nên sự an toàn này đối với họ là rất lớn. Đó, đấy là cái nhu cầu anh chị ha, là cái nhu cầu, đây là cái cơ chế chức năng của sự sinh tồn. Cho nên khi mà cảm thấy một cái điều gì đó thì nó không có giống như trước đây, nó không có giống những cái gì, cái thói quen cũ bên trong tiềm thức của mình, là bắt đầu là họ run rồi anh chị ha. Và họ cầu nguyện à, họ cầu nguyện cho con, con đừng có biết cái chuyện này nha, cầu nguyện cho con được an toàn nha, là cho tôi chỉ muốn là tôi làm thuê, tôi lãnh lương thôi đó, như vậy đó anh chị, không có đón nhận một cái gì mới cả đó. Nhưng mà đối với cái người thành công thì khác anh chị, đối với người thành công thì khác. Khi họ gặp những cái điều này thì sao? Đối với người thành công họ gặp cái những điều này thì sao? Họ khao khát anh chị. Cái cơ chế của họ là khác. Cái cơ chế của họ là họ khao khát kinh doanh, họ khao khát đầu tư, họ khao khát gia tăng tài sản. Đó, cho nên là sao? Cái cơ chế của họ nó nằm ở cái gì? Ở cái thông tin, ở kiến thức và tư duy tầm nhìn của họ. Vì vậy, ở đây họ tin tưởng vào cái tư duy của họ nè, họ tin tưởng vào cái tầm nhìn của họ và họ tin tưởng vào cái kiến thức của họ, cái thông tin mà họ có. Cho nên là đối với họ chỉ được khi nào được tham gia vào đó thì họ cảm thấy an toàn. Họ được đầu tư, họ được kinh doanh, họ được gia tăng tài sản là họ cảm thấy an toàn. Đó anh chị ha. Đó, cho nên là không có ai đúng cũng không ai sai trong cái lĩnh vực này. Đó, chỉ là góc nhìn khác mà thôi. Quan trọng bạn chọn góc nhìn nào, bởi vì cái kết quả nào mà thôi. Đó anh chị ha. Đó là cái nhu cầu thứ nhất, cái nhu cầu an toàn
của sự an toàn vậy ha. Đó. Và cái nhu cầu thứ hai đó là nhu cầu là không chắc chắn hay là nhu cầu của một cái sự đa dạng. Đó. Nhu cầu thứ hai là trong vũ trụ này con người chúng ta là vô cùng tuyệt vời anh chị. Đó, có người thì thích cái này, có người thì thích cái kia, có người thích bình thường, cũng có người thích bất bình thường, đúng không? Bất ngờ. Đó. Vậy vì vậy Thượng Đế mới có một cái quyền năng vô tận của mình là cho chúng ta có cái nhu cầu thứ hai, đó là nhu cầu của sự đa dạng, của sự đa dạng. Và chúng ta đang cần một cái sự thay đổi, cần cái sự bất ngờ. Chúng ta cần đến cái sự bất ngờ vì sao? Cho Yến hỏi anh chị nè, bao nhiêu anh chị em ở đây chúng ta thích cái sự bất ngờ? Nhất là đối với các bạn nữ, các bạn rất là muốn một cái sự bất ngờ, một cái sự lãng mạn. Yến ví dụ như bây giờ ngày hôm nay đó, ngày hôm nay là ngày 20 tháng 10 đi. Những chị nữ thì rất là thích là người yêu của mình hay là người chồng của mình có một cái bất ngờ dành cho mình, đúng không? Đó, rất là muốn có một cái bất ngờ dành cho mình. Nhưng mà theo anh chị, cái bất ngờ mà nó không có theo ý của mình, anh chị có thích không? Không có thích, đúng không? Đương nhiên là mình chỉ chọn cái bất ngờ nhưng mà nó là theo cái ý muốn của mình thôi. Đó, nhưng mà cuộc sống nó không phải là bất ngờ là nó phải theo ý mình, không có đâu. Luôn luôn lúc nào nó cũng có hai mặt, đúng không? Luôn luôn lúc nào cũng có hai mặt. Mà nếu như mà chúng ta nói rằng là tôi chỉ chọn cái bất ngờ, mà bất ngờ này á, là nó phải là bất ngờ mà tôi thích đó, đó thì mới được. Đó, ví dụ như là bây giờ tôi thích ngày hôm nay là tôi được chồng tôi tặng một cái món quà, hay người yêu của tôi tặng cho tôi một cái món quà bất ngờ. Đó, bất ngờ nhưng mà phải là cái món tôi thích đó, đúng không? Đó, như vậy thì không phải là bất ngờ đâu nha. Đó, đúng không? Không phải là bất ngờ đâu nha. Đó, cho nên ở đây á, mà trong cuộc sống anh chị, chúng ta không thể nào mà chúng ta nói rằng là tôi chỉ thích những cái điều bất ngờ, những cái điều ngược lại thì tôi không thích, tôi không muốn. Đó. Nhưng mà những cái bất ngờ, cho dù nó không có thuận lợi, nó không có như ý chúng ta, chúng ta xem nó là một trở ngại. Đó, đúng không? Chứ không phải là cái điều mình thích. Anh chị có phải anh chị xem những cái điều đó là những cái điều trở ngại không? Đó, đúng không? Đó. Bởi vì chúng ta chỉ mong muốn ý của chúng ta chỉ muốn những cái điều mà chúng ta muốn thôi. Sự thay đổi cũng vậy anh chị. Sự thay đổi cũng vậy, chúng ta chỉ muốn những điều mà chúng ta thích. Đó. Như Yến đã chia sẻ với anh chị ở những cái phần trước rồi. Trong cuộc sống khi mà một sự việc nó xảy ra thì thường nó có hai trường hợp. Một là đến giúp cho anh chị là gì? Hỗ trợ cho anh chị, giúp cho anh chị thành công, giúp cho anh chị có đạt được cái kết quả ngay tức thì. Thì đó là gì? Đó là những điều may mắn, đó là những điều bất ngờ mà anh chị yêu thích, đúng không? Nhưng mà có những cái điều nó không thuận lợi nó đến. Đó, có những điều nó cuộc sống nó đến mà. Đó, nó không thuận lợi thì nó là những trở ngại. Nhưng mà những trở ngại đó nó đến là để nó giúp cho anh chị, nó như một người thầy, nó giúp cho chúng ta mạnh mẽ hơn, giúp cho chúng ta học được những bài học, giúp cho chúng ta có được những cái hạt mầm tương đương để chúng ta giải quyết, chúng ta xử lý những tình huống trong tương lai. Đó, vì vậy trong tương lai anh chị phải sử dụng nè, cuộc sống là những bức tranh muôn màu, là những bản nhạc luôn có những nốt thăng, nốt trầm. Đó, và anh chị cần phải có những cái bài học để chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn. Điều này nó giống như cái việc là những anh chị mà hay đi tập và đi tập gym á, thì anh chị phải tăng cái mức độ khó lên thì sao? Thì dần dần cơ bắp nó mới tăng lên được. Đó, mà mỗi lần tăng độ khó là mỗi một lần anh chị gặp những cái chướng ngại, đúng không? Gặp những trở ngại, đúng không? Mà ai mà vượt qua được á thì có cái cơ bắp đẹp, còn săn chắc, còn ai mà không vượt qua được thì sao? Thì đi về tháng sau không học nữa, đúng không? Đó, như vậy thì trong cái việc mà chúng ta phát triển tính cách cũng vậy, tiềm thức luôn cho tất cả chúng ta những cái thử thách, những cái bài học. Mà nếu như anh chị không tốt nghiệp được, anh chị sẽ không có được cái tính cách tốt, không có được cái khả năng, cái khả năng, cái năng lực bản thân của chúng ta đó, cái khả năng mà vượt trở ngại đó, nó chúng ta không có. Nếu như mà anh chị không có cái việc gì, không có cái việc là vượt qua cái trở ngại đó, anh chị ha. Đó, và trong cái đó là cái bài học, anh chị có bài học để vượt qua thử thách. Đó,
Và nếu như anh chị trong cuộc sống mà cái nhu cầu về sự đổi mới mà chúng ta không tập trung vào cái điều tích cực, chúng ta cần phải tập trung vào điều tích cực và chúng ta đổi mới bản thân mình liên tục anh chị. Đổi mới bản thân mình liên tục, luôn cập nhật liên tục. Thì sao? Thì bản thân chúng ta nè, đó, tinh thần của chúng ta nè, thể chất của chúng ta nè, luôn luôn lúc nào cũng gì? Ở trong cái trạng thái là gì? Cập nhật mới liên tục, phát triển liên tục. Đó, anh chị ha. Đó. Và khi mà anh chị ở cái cấp độ 2 này á, thì bản thân chúng ta đã thành công hơn một bậc rồi. Đúng không? Khi chúng ta ở cái cấp độ 2 này là chúng ta đã thành công hơn một bậc rồi. Đó, thành công hơn cái nhu cầu thứ nhất á, một bậc rồi. Đó, anh chị nha. Rồi, đó là cái nhu cầu thứ hai. Cái nhu cầu thứ ba. Nhu cầu thứ ba là nhu cầu của sự quan trọng. Đó, là gì anh chị? Con người cảm thấy mình quan trọng. Đây là cái nhu cầu cơ bản nha anh chị. Nhu cầu cơ bản nha. Ai trong chúng ta cũng có cái nhu cầu cần được sự tôn trọng hết á. Đúng không? Anh chị có muốn người khác tôn trọng anh chị không? Anh chị có nhu cầu được người khác tôn trọng không? Có người khác, cần người khác tôn vinh mình không? Đó, cần chứ. Ai cũng cần hết, anh chị ha. Ai cũng cần được người khác tôn trọng hết. Vì vậy, ở đây cái nhu cầu này là cái nhu cầu cơ bản nè. Nhu cầu thứ ba, anh chị ha. Đó, ai cũng muốn bản thân mình là được đặc biệt nè, được độc đáo nè, đó, hoặc là được nhiều người cần đến, đúng không? Đó, vì vậy ở đây khi mà anh chị có một cái nhu cầu như vậy thì luôn luôn lúc nào anh chị cũng phát triển bản thân mình để chi? Để nhiều người họ thấy rằng là mình họ có thể cần được, mình có thể giúp được gì cho họ đó, mình quan trọng trong mắt người khác, đó là mình có một cái giá trị trong mắt người khác, đó là như vậy anh chị, đó như vậy đó anh chị thấy không ạ? Đó, cho nên là ở đây anh chị thấy rằng là những anh chị em trong câu lạc bộ Doanh nhân Kiến Quốc luôn luôn lúc nào cũng học tập rèn luyện liên tục mỗi ngày để làm gì anh chị? Để có thể mình có được một cái giá trị để mình trao cho người khác, để mình giúp người khác, đó, để mình là một cái người quan trọng trong mắt người khác. Đó, người khác cần một cái sự nào đó, một cái việc nào đó ở bản thân mình. Đó, như vậy thì làm sao, làm thế nào để chúng ta trở thành một người quan trọng đây? Đó, làm thế nào để chúng ta trở thành một người quan trọng? Yến ví dụ, đó, anh ví dụ như là anh chị em chúng ta là thỉnh thoảng chúng ta cũng muốn mua cho mình một cái món hàng hiệu đúng không? Đó, mua cho mình một món hàng hiệu, hoặc là chúng ta cảm thấy là chúng ta có tư duy kiến thức đó, hoặc là chúng ta cảm thấy là chúng ta cần được mọi người chú ý nhiều hơn đó. Đó, ở trong cái thời đại này, nếu mà anh chị được mọi người chú ý nhiều hơn có nghĩa là sao? Là anh chị có một cái hình ảnh thương hiệu cá nhân, có một cái hình ảnh thương hiệu cá nhân. Thì nếu như mà anh chị xây dựng cái thương hiệu cá nhân của anh chị theo cái chiều hướng là gì? Theo cái chiều hướng là nhiều người yêu quý, nhiều người yêu thương, thì sao? Thì khi mà anh chị càng phát triển lên thì nhiều người yêu quý anh chị nhiều hơn. Nhưng mà nếu anh chị xây dựng cái thương hiệu hình ảnh theo cái chiều hướng là gì? Là anh chị là drama với người khác, hoặc là làm những cái trò mà lố lăng khó coi đối với người khác, thì lúc đầu có thể là họ quan tâm đến anh chị, nhưng mà cái việc đó không thể nào duy trì được lâu, đúng không? Mà anh chị càng muốn nhiều người biết đến thì anh chị lại càng phải thể hiện cái điều đó nhiều hơn. Mà cái điều đó là gì? Drama nhiều hơn. Cái điều đó là lố lăng nhiều hơn. Thì anh chị có an toàn không? Anh chị không có an toàn xíu nào. Có khi anh chị còn đánh mất chính mình, đúng không? Đó, đó là cái góc nhìn của Yến. À, góc nhìn của Yến nghĩ như vậy. Hoặc là ví dụ như có những cái bạn trẻ anh chị. Có những bạn trẻ họ chọn cái cách là gì? Là xăm mình. Hoặc là họ đi xe thì họ nẹt bô. Đó, họ làm những cái việc á, mà để cho người khác chú ý đến họ. Đó, đơn giản bởi vì sao? Bởi vì họ chọn, họ tạo cái sự chú ý anh chị, họ muốn tạo cái chú ý đối với người khác thôi. Đó, cho nên á, họ được muốn, họ, cái nhu cầu của họ là muốn được người khác xem mình là cái người quan trọng. Thậm chí có người còn làm ra những cái việc không tốt nữa, làm ra những cái việc không tốt nữa để mà nó giống như là cái việc nó gần như là vi phạm quy định như thế anh chị, vi phạm quy định của nhà nước ví dụ như vậy, để chi? Để nhiều người chú ý đến, nhiều người biết đến. Đó, thì cái những cái suy nghĩ như vậy á, thì nó cũng gây được sự chú ý, nhưng mà nếu mà nó kéo lâu dài, càng lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy thì nó cũng không an toàn đối với người đó, đúng không? À, cho nên á, có rất nhiều cách để bạn trở nên quan trọng. À, ví dụ như có người thì muốn trở thành là nhạc sĩ,
thạc sĩ, muốn trở thành triệu phú, đa triệu phú, tỷ phú. Hoặc là có người thì họ tự hào rằng mình là người có nhiều bằng cấp nhất, ví dụ như vậy, có nhiều huy chương vàng nhất. Đó, đó, đơn giản là họ muốn tạo ra một cái sự khác biệt ở người khác mà thôi. Đó, tạo ra một cái sự khác biệt mà người khác gì? À, ở người khác mình có mà người khác không có. Đó anh chị. Đó, và nếu như anh chị có cái nhu cầu này thì mà anh chị phấn, anh chị hướng cái việc phát triển của mình theo cái chiều hướng gì? Theo cái chiều hướng tích cực để mà nâng cái giá trị của mình á, thì anh chị sẽ có một cái thương hiệu rất là tuyệt vời. Anh chị ha, có một cái thương hiệu rất là tuyệt vời. Đó, vì vậy là sao? Khi anh chị nắm bắt được nhu cầu này thì sẽ trở thành cái công cụ, nó sẽ trở thành cái công cụ giúp cho anh chị có thể dễ dàng kiếm tiền, và nó cũng là một cách để người khác kiếm được cả một gia tài. Anh chị ha, đó, cả một gia tài. Đó, giống như ví dụ như là anh chị đi du lịch chất lượng 5 sao đi. Đó. Và trong nếu như trong kinh doanh thì nếu đã là kinh doanh thì đừng bao giờ, lời khuyên là đừng bao giờ tập trung vào cái phân khúc của những người không có tiền hoặc là người có ít tiền. Bởi vì sao? Cái người mà họ không có tiền hoặc là người có ít tiền, họ không có cái nhu cầu của cái sự tôn trọng. Họ không có cái nhu cầu của sự tôn trọng. Chỉ ưu tiên tập trung vào cái phân khúc của người có tiền và biến mình thành người có dịch vụ chất lượng 5 sao đẳng cấp tuyệt vời nhất, tốt nhất, giá trị nhất. Đó, đúng không? Đó. Và là cái người trao giá trị cao rồi thì đối tác của bạn xem bạn như một chuyên gia rồi. Đó, xem bạn như một chuyên gia rồi, họ khao khát họ để họ có được cái dịch vụ của bạn. Đó, khao khát có được cái dịch vụ của bạn. Họ muốn được làm đối tác của bạn. Đó, và hoặc là đối với bạn bè làm đối tác với bạn nè, họ muốn được làm đối tác với bạn, họ có muốn có được cái dịch vụ tốt nhất của bạn, thậm chí họ còn giới thiệu bạn bè của họ đến để sử dụng cái dịch vụ của bạn. Đó, vì bạn chăm sóc tốt, bạn dịch vụ quá tốt. Đó, đây cũng là một cái tư duy của người Do Thái anh chị. Đó, đây là cái tư duy của người Do Thái bởi vì sao? Đó là cái nhu cầu được tôn trọng. Họ tập trung vào những cái nhu cầu đó đó để họ chọn cho mình những cái phân khúc, những cái thị trường kinh doanh anh chị ha. Đó, những cái phân khúc, những cái thị trường kinh doanh. Và vấn đề ở đây là để làm được điều này, anh chị phải có được một cái lượng tư duy rất lớn. Đó, thì mới nói chuyện được với những người đã thành công rồi. Có đúng không anh chị? Anh chị muốn muốn cung cấp cái dịch vụ cho người giàu, người thành công thì anh chị phải có tư duy cao, có giá trị, bản thân mình có giá trị thì mới nói chuyện được với họ. Chứ còn ví dụ như mình nói chuyện với họ mà chỉ có hỏi là chị ăn cơm chưa, hay là anh đi làm, anh mới đi làm về hả, thì nói được nhiêu đó thôi rồi, không biết nói gì nữa, thì anh chị đâu có nói chuyện được với người thành công, đúng không? Đâu nói chuyện được với người thành công. Vì vậy nếu như bạn muốn thì bạn có thể học được. Đó anh chị ha, nếu như bạn muốn thì bạn có thể học được. Học ở đâu? Học được đầy đủ trong cái chương trình 22 ngày bí mật thu hút sự thịnh vượng của doanh nhân Hân Phan, trong cái chương trình lúc 20 giờ vào mỗi ngày anh chị ha. Đó, nhưng mà quan trọng là bạn có dám bước qua cái giới hạn của mình hay không, bạn có dám bước qua cái giới hạn của mình để mà mình học tập, để mình phát triển, mình thay đổi hay không mà thôi. Đó, và cái quan trọng là mình biết rồi, mình biết cái chỗ đó là có thể giúp mình học nè, nhưng mà mình có duy trì được đều đặn hay không, mình có nghiêm túc được hay không. Đó, đối với những cái chuyện nhỏ nhỏ, ví dụ như là nhỏ nhỏ là tham gia đầy đủ thường xuyên nè, rồi gì nữa, chấp hành đúng nội quy nè, quy định nè, thôi bật camera nè, rồi ghi chép nè, đó, những cái chuyện nhỏ nhỏ đó, nhưng mà nó yêu cầu chúng ta phải duy trì đều đặn, rèn luyện mỗi ngày. Mà nếu như anh chị không làm được thì sao? Anh chị không làm được thì anh chị đâu có kết quả, anh chị đâu có rèn luyện được cái thói quen mới đâu. Đó, đúng không? Anh chị đang ở cái gì? Cái thói quen cũ. Anh chị đang ở cái thói quen cũ đó, mà vẫn duy trì cái thói quen cũ thì sao? Thì kết quả cũ mà thôi. Đó, vì vậy ở đây quan trọng vẫn là bản thân của chúng ta. Đó, vì vậy muốn học, muốn có câu hỏi chắc chắn sẽ có câu trả lời. Nhưng mà bạn có ra biết cách để bạn đặt câu hỏi hay không? Bạn có kiên trì để bạn làm hay không? Kiên trì này là đối với bản thân mình đó, chứ không có kiên trì với ai cả, đúng không? Anh chị học, những nhóm trưởng của anh chị hỗ trợ anh chị đó, hỗ trợ anh chị cũng giống như là Yến vậy đó. Yến chia sẻ với anh chị nè, mà anh chị có gì là anh chị được sự hỗ trợ, Yến chia sẻ với anh chị nè, và anh chị còn được hỗ trợ từ cái đội hỗ trợ của Yến anh chị ha. Yến có cái đội hỗ trợ, thì đội hỗ trợ đó là gồm có ai?
là gồm có doanh nhân Hoài My nè, đó, doanh nhân Quang Long nè, doanh nhân Mỹ Bàn nè, doanh nhân Nguyễn Quyền nè, doanh nhân em Trương Thu nè, đó, thì những bạn đó trong cái đội hỗ trợ đó sẵn sàng hỗ trợ bạn, đó. Nhưng mà sao? Bạn phải là người học tập, bạn phải là người rèn luyện, người ta chỉ hỗ trợ bạn, người ta không học thay cho bạn được, họ cũng học nhưng họ học cho bản thân họ, cho kết quả của họ, đúng không ạ? Đó, vì vậy ở đây cũng như là Yến chia sẻ với anh chị nè, Yến chia sẻ với anh chị, Yến cũng đang học. Đó, Yến Yến chia sẻ lại thì Yến học, nhưng mà nếu anh chị không học, anh chị không ghi chép, anh chị không ứng dụng thì nó có kết quả không? Không có. Không có, và anh chị không có kết quả. À, Yến có kết quả thôi, anh chị không có kết quả. Như vậy thì cái việc mà chúng ta muốn có cái khao khát, đúng không? Mình muốn có cái giá trị để mà mình trao cho người khác thì mình phải học tập, mình phải rèn luyện, đúng rồi, đúng không? Đó, đó là cái nhu cầu số 3 anh chị ha, nhu cầu số 3. Rồi, cái nhu cầu số 3 này, anh chị em nào mà chúng ta hiểu được cái nhu cầu số 3 này, anh chị có thể comment số 5 cho Yến thấy nè. Nhu cầu của sự quan trọng, à, nhu cầu mình cảm thấy mình quan trọng, anh chị mà hiểu được cái nhu cầu số 3 này, anh chị có thể comment, à, anh chị có thể comment số 5 cho Yến thấy ạ. À. Rồi, tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã tương tác cùng với Yến ha. Tuyệt vời. Rồi, tiếp theo anh chị ha. Đó, đó là chúng ta đã được ba cái nhu cầu rồi ha. Biết được ba nhu cầu rồi ha. Đó. Bây giờ là cái nhu cầu thứ tư. Đó là tình yêu và sự kết nối. Nhu cầu thứ tư là cái nhu cầu cơ bản của con người đó anh chị. Ai cũng có, ai cũng phải có, ai cũng cần cái nhu cầu hết trơn á. Là tình yêu và sự kết nối. Chúng ta cũng biết tình yêu là cái thứ không thể nào thiếu được trong cuộc sống này, đúng không anh chị? Đó, khi mà có tình yêu thì chúng ta mới cảm thấy là có ý nghĩa trong cuộc sống. Nếu như ngược lại không có tình yêu thì cái nỗi đau mà cái người mà bị mất đi tình yêu rất lớn anh chị. Mà nhiều người họ chọn là họ ở luôn, họ ở yên trong cái vùng đó luôn. Đó, ở yên trong cái vùng đó luôn, họ không có muốn rời ra. Và họ luôn chìm đắm ở trong những cái cảm xúc không tích cực đó. Đó, cái cảm xúc mất mát đó. Thì sao? Đó, anh chị ha. Cho nên mình thấy rõ ràng rằng là cái nhu cầu về yêu thương và sự kết nối này nó rất quan trọng. Bạn có thể kết nối tình yêu thương thông qua cái sự thân mật nè, thông qua tình bạn nè, hay là thông qua cầu nguyện nè, thông qua cái việc là hòa quyện vào thiên nhiên nè. Đó, đó, anh chị ha. Cho nên á, bốn cái nhu cầu đó, bốn cái nhu đầu cầu đầu tiên nó nói về gì? Cái nhân cách, và chúng ta có thể thực hiện, chúng ta học tập chăm chỉ hơn, chúng ta phát hiện một cái vấn đề lớn lao hơn, chúng ta hình dung, chúng ta tưởng tượng, đó, và chúng ta đạt được cái kết quả đó anh chị ha. Đó, đó là cái nhu cầu thứ tư. Hai cái nhu bốn cái nhu cầu này đó, nó nói về cái nhân cách của chúng ta đó. Còn hai cái nhu cầu sau cùng đó là gì? Là nhu cầu về tâm hồn. Và hai cái nhu cầu này á thì nó hiếm hơn anh chị ha. Đó, hai cái nhu cầu này nếu mà chúng ta hai cái nhu cầu thứ năm, thứ sáu nếu chúng ta có được á thì anh chị sẽ được hạnh phúc và đủ đầy hơn. Khi mà ai đạt được cái nhu cầu này thì họ vô cùng thành công, họ vô cùng hạnh phúc luôn. Đó. Đó, nhu cầu thứ năm là nhu cầu về sự phát triển. Anh chị ha, nhu cầu về sự phát triển. Anh chị nghĩ như thế nào nếu như mà chúng ta không phát triển? Ngày hôm qua Yến đã chia ngày hôm 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 vừa rồi hôm hôm trước Yến đã chia sẻ với anh chị rồi đó. Thế giới của chúng ta, vạn vật xung quanh trong vũ trụ này, nó luôn có hai cái trạng thái, là trạng thái phát triển và trạng thái phục lùi, chứ nó không có cái trạng thái đứng yên. Vì vậy nếu như bản thân của chúng ta á, anh chị sẽ như thế nào nếu như anh chị đứng yên, anh chị không phát triển đó? Cho dù bạn có bao nhiêu tiền, bạn có bao nhiêu mối quan hệ đó, nhưng mà bạn vẫn không cảm thấy đủ đầy, vì lúc đó bạn không biết phải làm gì cả. Đó, bạn không biết phải làm gì cả. Chính chia sẻ với anh chị một cái câu chuyện là có một cái một mà một vận động viên, mà khi mà anh ấy luyện tập để anh ấy muốn chinh phục cái mục tiêu là cái cúp vàng đó ha, cái cúp vàng đó, cái huy chương hạng nhất đó, anh ấy rèn luyện mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày đó, và đó là giống như là nó là một cái mục tiêu sống của anh ta vậy đó. Đó, và anh ấy chinh phục, cố gắng để chinh phục cho được cái mục tiêu đó.
Nhưng mà khi mà anh ấy chinh phục được, anh ấy nhận được cái cúp vàng rồi, thì tại sao anh ấy lại có cảm giác là hụt hẫng, có cảm giác là không được vui đó? Mọi người mới thắc mắc, thì anh ấy nói rằng là lúc mà tôi chưa đạt được thì cái mục tiêu của tôi là tôi đạt được, nhưng mà bây giờ tôi đạt được rồi thì cái mục tiêu sắp tới của tôi là gì? Tôi không có, cho nên là tôi cảm thấy nó giống như bị hụt hẫng đó anh chị ha. Đó cho nên ở đây khi mà đối với những người thành công anh chị, thì họ khi mà ví dụ họ 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 giả định cái việc mà chinh phục mục tiêu của họ đó đó, tại sao họ phát triển không ngừng, tại sao họ luôn cập nhật tình hình mới liên tục, để làm chi, để mà họ họ phát triển không ngừng như vậy. Nói rằng ủa cái người này á, những người thành công họ giàu như vậy rồi mà tại sao họ vẫn phát triển không ngừng, lý do là vì sao anh chị biết không? Tại vì á, đối với họ khi mà họ sắp lên được, chinh phục được cái đỉnh vinh quang rồi đó, thì họ đã đặt cho mình một cái mục tiêu mới rồi, đặt cho mình một cái mục tiêu mới để họ còn có một cái gì, có một cái tinh thần phấn khởi để họ chinh phục tiếp theo, họ chinh phục cái mục tiêu tiếp theo để họ phát triển đó, họ phát triển không ngừng đó, bởi vì đó là cái nhu cầu của họ, đó là cái nhu cầu của con người, ai cũng phải có, ai cũng phải có hết đó. Anh chị có khi nào mà anh chị có một cái cảm giác là anh chị có cảm giác nó trống trải mà nó hụt hẫng bởi vì anh chị không có một cái mục tiêu nào để anh chị hướng đến không? Có không? Có, Yến tin chắc là anh chị có đó anh chị ha. Đó có nhiều người họ nói rằng là em giờ em giống như em không biết được là em giờ em mong muốn điều gì nữa đó, hỏi giờ em muốn gì mà không có trả lời được luôn, em không biết em muốn gì nữa đó. Đó là những người đó đó anh chị, họ cái mỗi một người đều có nhu cầu nhưng mà họ không xác định được cái nhu cầu đó nên họ không có phát triển lên được, họ không phát triển thì họ không có cái tinh thần là phấn phấn đấu đó, phấn đấu cho nên để chinh phục á, thì là cuộc sống của họ họ cảm thấy là cuộc sống nó tẻ nhạt đó anh chị ha. Đó vì vậy mà chúng ta phải phát triển, chúng ta phải phát triển để chi, để biến thành mình thành một người có giá trị đó, mà đã là biến mình thành một người có giá trị thì cái giá trị của con người anh chị thấy nó có giới hạn không ạ? Nó không có giới hạn đúng không anh chị? Đó, nó không hề có giới hạn, cho nên á là ở đây khi mà anh chị luôn có tâm niệm cái mục tiêu của anh chị là biến mình, bản thân mình trở thành một người có giá trị thì anh chị liên tục phát triển. Anh chị liên tục phát triển thì có phải là đó là cái nhu cầu số 5 của anh chị? Cái nhu cầu là liên tục phát triển đó. Đúng không? Đó. Rồi, đó là cái nhu cầu số 5, đúng không? Nếu như mà anh chị có cái nhu cầu này thì anh chị luôn anh chị sẽ vô cùng thành công và vô cùng hạnh phúc. Đúng không? Rồi, tiếp theo là nhu cầu số 6 anh chị ha. Nhu cầu số 6 đó là sự đóng góp. Sự đóng góp thì cái bí quyết của cuộc sống này là gì anh chị? Bí quyết của cuộc sống này là sự cho đi. Đó là sự cho đi, là anh chị hãy hãy ngẫm nè, hãy nghĩ nè, đó về cái điều này cho thật là kỹ. Đó anh chị ha. Đó anh chị hãy hình dung đi. Hình dung cái điều đầu tiên khi anh chị nhận được một cái thông tin tốt lành, anh chị nhận được một cái kết quả tuyệt vời, anh chị sẽ làm gì với cái điều đó? Đầu tiên anh chị sẽ gọi cho ai, anh chị sẽ nói với ai, anh chị sẽ khoe với ai đó, với cái người mà anh chị yêu thương đó, và cái hành động mà anh chị chia sẻ ấy nó giúp cho bạn trở nên tuyệt vời hơn. Bởi vì sao? Cái lúc đó cái cảm xúc của bạn đang là cái cảm xúc tích cực, cảm xúc tuyệt vời á đó, cho nên là bạn sẽ trở nên tuyệt vời hơn khi mà bạn chia sẻ đó, bạn chia sẻ cho người khác, đó là cái niềm hạnh phúc của bạn, thì cái hạnh phúc của bạn nó sẽ được nhân lên đúng không? Đó và cái giá trị của bạn khi mà bạn có giá trị, bạn đi bạn trao cho người khác nữa, bạn trao cho người khác thì cái giá trị đó nó sẽ lớn hơn đó anh chị ha, nó sẽ trở nên có giá trị hơn, cuộc sống của bạn nó thật sự có ý nghĩa hơn khi mà bạn có một cái hành động có giá trị, có ý nghĩa đó anh chị ha. Cái cảm giác mà được cho đi, cái cảm giác được giúp đỡ người khác đó, khi mà anh chị giúp đỡ được người khác anh chị sẽ cảm thấy vui, khi mà anh chị có cái cảm xúc là mình giúp một ai đó một cái điều gì đó đó, hay mình cho đi một cái điều gì đó mà mình cảm thấy vui vẻ, mình cảm thấy hạnh phúc, thì đó chính là cái cảm xúc tuyệt vời anh chị ha. Đó là cái cảm xúc tuyệt vời khi mà mình giúp được người khác thành công, thì anh chị cảm giác anh chị vui như là anh chị thành công đó. Thì khi anh chị, đó là cái nhu cầu của chúng ta đó anh chị, đó là cái nhu cầu đó chứ không phải là khi không mà tự nhiên như vậy đâu anh chị. Có nhiều người họ nói rằng á, ơi làm gì có chuyện đó đúng không, làm gì có chuyện đó, giúp người khác thành công chứ có phải bản thân mình thành công đâu mà mình vui như vậy đó anh chị ha. Không có đâu anh chị ha, không có đâu.
Bởi vì khi mà đối với quy luật của vũ trụ anh chị đó, khi mà anh chị trao đi cho người khác, trao đi giúp được cho người khác mà anh chị cảm thấy hạnh phúc, anh chị cảm thấy tuyệt vời á, thì có nghĩa là cái cảm xúc đó, anh chị đang có cái cảm xúc đó thì anh chị đang hấp dẫn về phía mình. Đối với quy luật vũ trụ, anh chị đang hấp dẫn về phía mình những cái gì, những cái gì nó có cùng cái tần số đó anh chị ha, có cùng cái tần số năng lượng đang tuyệt vời đó. Vì vậy khi mà anh chị vui, anh chị vui vẻ hạnh phúc thì anh chị thu hút về phía mình những cái điều vui vẻ và hạnh phúc. Và chính vì những cái điều mà vui vẻ hạnh phúc đối với anh chị thì là những cái gì, là thành công của anh chị đó, là thành công của anh chị đó, hoặc là anh chị có thể là giúp thêm được nhiều người hơn đó anh chị ha. Cho nên á, anh chị thấy rằng là ở đây nếu như mà những anh chị em nào mà có tham gia vào những cái chương trình mà của câu lạc bộ, anh chị sẽ thấy rằng từ lúc 4:30 sáng cho đến 11 giờ đêm, lúc nào cũng có những cái chương trình thường xuyên liên tục để anh chị, để giúp cho anh chị ha. Những anh chị em trong câu lạc bộ là thường xuyên đó, thường xuyên là mỗi một người một khung giờ để anh chị, để trao giá trị cho anh chị, giúp đỡ cho anh chị, hỗ trợ cho anh chị để anh chị có được những cái kết quả tuyệt vời nhất, để anh chị có được những cái không có những cái môi trường để anh chị rèn luyện, anh chị tiếp xúc với những cái môi trường tích cực nhất đó, nghe nhiều về những cái điều tích cực, nghe nhiều về những cái điều tuyệt vời đó. Bởi vì sao, cái sứ mệnh của câu lạc bộ là cái sứ mệnh là trao giá trị cho người khác, trao giá trị cho cộng đồng, giúp đỡ người khác đó anh chị ha. Đó, giúp người khác, chia sẻ với người khác những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm mà họ đã có được để chi, giúp người khác thành công hơn đó. Người khác thành công là mình cảm thấy vui đó, người khác thành công mình cảm thấy hạnh phúc, mình cảm thấy tuyệt vời. Đó là lý do mà anh chị thấy rằng chương trình câu lạc bộ có nhiều khung giờ và anh chị thấy chia sẻ liên tục. Và có nhiều người họ đặt câu hỏi là họ không tin được, họ không tin được là câu lạc bộ doanh nhân kiến quốc làm như vậy mà là chương trình cộng đồng, ai học cũng được, không có ai phải đóng tốn một đồng phí nào cả. Có nhiều người họ không tin anh chị, nhưng mà Yến nói với anh chị nè, tin hay không tin là do bản thân người đó họ có dám đón nhận hay không thôi đó. Cho nếu như mà họ không đón nhận thì có sao không ạ? Không có sao. Anh chị, cái những anh chị đó họ không đón nhận, họ không tin thì cái chương trình có diễn ra không ạ? Vẫn diễn ra, đúng không? À, vẫn diễn ra, vẫn có người học, vẫn có người đón nhận, đúng không? Đó. Còn cái việc họ không đón nhận là do họ chưa đủ duyên thôi, chưa đủ duyên để đón nhận thôi, đúng không? Còn cái việc người ta trao ra ngoài cộng đồng, trao ra ngoài vũ trụ thì việc người ta vẫn làm miệt mài mỗi ngày như thế thôi, đúng không? Đó, cho nên á, ở đây chúng ta câu lạc bộ doanh nhân kiến quốc tạo nên những cái chương trình như vậy để giúp cho ai một người nào đó họ gặp được một cái thông tin nào đó, một cái chìa khóa nào đó để họ có thể thay đổi cái suy nghĩ của họ, thay đổi suy nghĩ, có thể thay đổi được cái cuộc sống của họ và có thể thay đổi một cuộc đời đó, từ một cuộc đời có thể thay đổi cả một cái thế hệ phía sau, một cái gia tộc phía sau, mình đâu có biết được đó. Cho nên á, cái cuộc sống của bạn chỉ có ý nghĩa khi mà bạn tạo ra được những cái hành động có ý nghĩa, có đúng không ạ? Đó, cuộc sống của bạn chỉ có ý nghĩa khi bạn tạo ra được những hành động có ý nghĩa anh chị nha. Đó, và những hành động có ý nghĩa đó nó đến từ cái gì? Từ cái việc là những gì bạn có được, nó không đến từ cái gì, những gì bạn có, mà nó đến từ gì bạn cho đi, nó đến từ cái việc là bạn cho đi. Và đó là cái nhu cầu của cái sự là đóng góp đó anh chị ha, nhu cầu sự đóng góp. Ai có đóng góp càng cao thì tài khoản niềm tin của họ càng cao, ai có tài khoản niềm tin càng cao thì người đó sẽ có giá trị càng cao đó, và người có nhiều giá trị cho xã hội thì họ càng giàu hơn, họ càng thành công hơn đó anh chị ha. Cho nên á, ở đây đó là sáu cái nhu cầu của cuộc sống mà tất cả mọi người ai cũng cần. Bởi vì sao? Sáu nhu cầu này là sáu nhu cầu cơ bản đó anh chị ha. Nếu như mà anh chị em chúng ta là người không thành công thì sao? Là người không thành công, là người không muốn phát triển, là người không muốn trao đi, không muốn gì hết, thì anh chị có cách nào để anh chị đạt được sáu nhu cầu này không? Không thể, đúng không? Không thể nào anh chị có cách để mà anh chị đạt được sáu nhu cầu này cả. Đó là lý do mà 95% những người ở ngoài bên ngoài kia họ không đạt được cái cảm giác của cái sự an toàn, của cái sự đủ đầy đó anh chị ha. Đó, cho nên á, ở đây sau cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì anh chị chúng ta cũng biết được
lý do vì sao chúng ta cần phải phát triển tư duy rồi, có đúng không? Đó, lý do vì sao chúng ta cần phải học tập, cần phải phát triển tư duy rồi. Có nhiều người họ nói rằng á là tôi muốn thành công nhưng mà tôi không muốn học phát triển tư duy, có được không? Đó anh chị ha, từ bữa tới bây giờ là anh chị nghe chia sẻ, ngày nào anh chị cũng nghe chia sẻ, mỗi một ngày một chủ đề, nhưng nó đều liên quan đến cái việc là gì? Đều liên quan đến cái việc là anh chúng ta muốn thành công đều phải phát triển tư duy, phát triển bản thân mình, phải rèn luyện mỗi ngày. Còn nếu như chúng ta không làm điều đó thì chúng ta sẽ không thể nào đạt được, không thể nào thành công được. Lý do vì sao? Chúng ta không thể nào đạt được 6 cái nhu cầu cơ bản này. Nhu cầu cơ bản này là ai cũng có, mà nếu chúng ta không học tập, chúng ta không phát triển thì chúng ta không có được, không thể nào có được 6 cái nhu cầu này. Đó anh chị nha. Đó. Vì vậy ở đây sau cái buổi này là anh chị đã biết được rồi, đúng không? Đó, sau cái buổi này là anh chị biết được rồi. Chúng ta cần phải nghiêm túc học tập 100% thì anh chị sẽ có được kết quả 100%. Mà nghiêm túc học tập trong cái chương trình 22 ngày bí mật thu hút sự thịnh vượng của doanh nhân Hân Phan. Đó, là khi anh chị nghiêm túc học tập thì anh chị sẽ có kết quả 100%. Đó, còn nếu như mà không có nghiêm túc học tập, không nghiêm túc thì sẽ không có kết quả 100% được đâu. Đó, đó là quy luật mà anh chị. Khi anh chị tập trung 100% năng lượng thì anh chị có được kết quả 100%. Còn anh chị tập trung có 50 thì không có kết quả được 50 đâu ạ. Đó, anh chị ha, không có kết quả được 50 đâu. Cho nên á, là khi mà chúng ta thấy rằng cần phải phát triển như vậy thì theo anh chị, chúng ta có nên tập trung phát triển, tập trung học tập nghiêm túc không? Nếu anh chị thấy là cần phải tập trung phát triển nghiêm túc để có kết quả 100%, anh chị comment số 9 cho Yến thấy nè. Rồi, cảm ơn anh chị rất nhiều vì anh chị đã tương tác với Yến ha. Rồi, như vậy thì việc của chúng ta đơn giản, chương trình có sẵn, môi trường có sẵn, người chia sẻ, người hỗ trợ cũng có sẵn. Việc của chúng ta là gì anh chị? Việc của chúng ta là học tập thôi. Việc của chúng ta là nghiêm túc học tập mỗi ngày, rèn luyện mỗi ngày thôi. Đúng không? Học tập, ứng dụng, rèn luyện mỗi ngày. Anh chị nha. Rồi, như vậy thì đó là cái kiến thức ngày hôm nay Yến muốn chia sẻ đến với anh chị. Đó là 6 cái nhu cầu cơ bản của con người. Anh chị ha. Đó, mà cái nhu cầu này rất cần thiết để chúng ta đạt được cái thành công. À, anh chị nha. Rồi, thì anh chị, nếu anh chị thấy là Yến chia sẻ mà anh chị dễ hiểu, dễ ứng dụng, thì anh chị có thể là comment là dễ hiểu, dễ ứng dụng giúp Yến ha. Rồi, tuyệt vời, cảm ơn các bạn, cảm ơn tất cả những anh chị đã đồng hành cùng với Yến trong cái buổi trưa ngày hôm nay. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã tương tác với Yến trên tất cả các nền tảng ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta, Yến xin kết thúc cái chương trình chia sẻ của mình, buổi chia sẻ của mình ở đây. Hẹn gặp lại anh chị trong cái chương trình vào tối ngày hôm nay, 20 giờ anh chị nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị. Bye bye.